À, chào các bạn đã đến với kênh Hoang Dã TV. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn cái kiểu cắm ếch thông dụng nhất mà người Việt Nam hoặc là Campuchia hoặc là Thái Lan gì đó người ta thường dùng để cắm ếch. Thì là cái dạng mà cắm mồi sống. Cắm mồi sống thì nó cũng có ưu điểm và nó cũng có khuyết điểm nha các bạn. Chúng ta nói ưu điểm trước, ưu điểm của cái mồi sống á là chúng ta cắm hầu như là con ếch nó thấy cái mồi sống nó kích thích con ếch dễ ăn hơn và khi con ếch nó đã dính câu rồi á, thì nó rất là khó xảy nha các bạn. Tại vì khi chúng ta cắm cái mồi sống á, là khi con ếch nó ăn là nó phải nhảy lên nó ăn thì nó sẽ treo lơ lửng cái con ếch ở trên không trung nên con ếch nó rất là khó gỡ ra. Thì một cái cần câu cắm trên tay tôi là một cái cần câu cắm ếch tương đối là đơn giản đó các bạn. Nó dài khoảng chừng 50-55 cm thôi. Thì có người kêu là sao cần cần cắm ếch mà cũng có cái lá lúa là cái phần mỏng vậy. Thì cái phần cần cần câu ếch nó cũng có lá lúa nha các bạn, nhưng mà cái lá lúa của nó dày hơn là cái cần cắm cá lóc hay là cắm cá chê. Vì con ếch nó nhảy mạnh hơn nên cái phần lá lúa nó sẽ dày hơn. Và một cái đoạn dây á, thì nó độ khoảng chừng 20-25 cm mà thường thường người ta xài dây dù. Và một cái lưỡi cũng hơi to nha các bạn. Các bạn là chú ý cái lưỡi ếch thì nó hơi to và nó có cái chiều dài nha. Để đó, để chúng ta cắm thì con ếch nó dính nó sẽ khó xảy hơn. Thì cái kỹ thuật cắm thì nó cũng gần gần tương tự như là cái cắm mồi chết tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì đây tôi đã cắm thử cho các bạn xem cái kiểu người ta cắm như vậy. Thì người ta cũng làm một cái mô đất, ta chét sình lên thì đường kính nó cũng từ 15 cho tới 20 cm. Và người ta cắm cái mồi, thường thường mồi sống là người ta sẽ xài giun hoặc là dế. Nhưng mà thường thường là mồi giun đấy các bạn. Nếu mà các bạn có mồi dế các bạn cắm cũng rất là hiệu quả. Thì cái kỹ thuật đó người ta cắm á, thì các bạn chú ý này, cái con giun này, con giun thì người ta cắm bằng mồi giun thì nó cắt cái mặt 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 sình con ếch để nó lên cái bãi, người ta kia nói nôm na cái đó là cái bãi ếch của con ếch nó lên nó ngồi ăn. Thì nó cắt cái mặt đất đó độ khoảng chừng 7 tới 10 cm. Là các bạn là thấy người ta cắm cái con giun không, người ta móc ra làm 3 4 khúc để cho cái đầu con giun nó ngo ngoe thì nó sẽ kích thích cái con ếch nó ăn hơn, nó nhảy lên. Thì để dụ dỗ con ếch nó tới thì người ta cũng lấy ngón tay người ta ấn một lỗ và người ta chế cái thuốc mà dẫn dụ ếch mà tôi đã hướng dẫn các bạn ở trên kênh rồi đó. Đấy, các bạn sẽ cắm của nó như vậy. Đây. Thì ưu điểm của nó thì là nó dễ dính ếch hơn và con ếch nó khó xảy hơn, nhưng mà nó nhược điểm một cái là chúng ta cái cần câu chúng ta nó cồng kềnh đó các bạn, nó cồng kềnh nó lùm xùm lắm. Thì mình mang vài trăm cần đi thì nó hơi khó khăn hơn là cái cắm mồi chết đó nha các bạn. Với lại nữa là ở những cái vùng mà đất sình phèn á thì người ta kiếm giun rất là khó hoặc là kiếm mồi sống rất là khó thì người ta sẽ xài mồi chết. Còn những cái vùng nào mà mình kiếm được cái mồi giun để mình làm á thì mồi sống thì nó vẫn hay hơn. Đấy, hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn là cái cắm mồi sống là như thế nào nha các bạn. Thì tùy theo các bạn thôi, các bạn xem cái clip cắm mồi chết của tôi và cái clip cắm mồi sống. Đó, tôi giới thiệu hai cái thì tùy theo các bạn là thấy cái nào nó điều kiện nó thích hợp thì các bạn sẽ làm. Các bạn, rồi sau clip này thì tôi sẽ cắm thử hai cần luôn để tôi cho các bạn thấy là khi con ếch nó ăn nó dính cái cần ở mồi sống nó làm sao, tại sao nó hơi khó xảy nha các bạn. Rồi chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe và thành công.